Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp đực xin khú và một con đực manta nhỏ, giá cực kỳ sinh viên luôn các bạn. Cặp đực xin khú thì chủ báo giá là 23 triệu, con đực manta nhỏ thì chủ báo giá là 11 triệu. Đây, đứng trước mặt bạn là cặp đực xin khú nè, mặt gu nè, chân móng hoàn thiện, móng sò nè, lớn xương đòn dài nha các bạn, sở thích nghiêm chỉnh nè, sở thích nghiêm chỉnh các bạn, chân móng đồ hoàn thiện, sẽ mặt nè đó, sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh hết, yếm dậu nghiêm chỉnh luôn các bạn. Cặp đực xin khú này thì chủ báo giá là 23 triệu các bạn, 23 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Còn đực xin khú nữa các bạn, không đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện đó, to tàn nha các bạn, to tàn nha. Sẽ mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh đó, chân móng nè hoàn thiện nè các bạn, đây dàn chân móng hoàn thiện nè, giá 23 triệu cặp đực xin khú nè các bạn, 23 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đây, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn, cao 1m15 bò, cao 1m15 bò nè anh em, đít nè, đít cao 1m22 bò. Đực xin khú này cao 1m15, đít cao 1m22. Sải tích nghiêm chỉnh. Đó, chân móng đồ hoàn thiện. Đó các bạn thấy không? Đòn dài. Sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Cao 1m15 bò, đít cao 1m22. Giá 23 triệu cặp đực xin khú nè các bạn. Cặp đực xin khú này chủ báo giá là 23 triệu nha. Đây, còn tiếp theo, bạc gu sái tích nghiêm chỉnh xin khú luôn nha các bạn. Đó, đòn dài, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng đi hoàn thiện nè các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, lớn xương nha, dàn xương lớn nè các bạn, gu bạc nè, giá 23 triệu. Sái tích nghiêm chỉnh hết, cặp được xin khú này hiếu nuôi nha các bạn. Bò này anh em về nè, vô chút ít cám nó là lên dữ lắm các bạn. Đó, ăn uống rất giỏi, bạc gu yếm dầu nghiêm chỉnh, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, giá 23 triệu các bạn. Đó các bạn không, bạc gu yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết nè, chân móng đi hoàn thiện các bạn, đây chân móng qua bông sò hoàn thiện hết, đo cận cảnh anh em thấy luôn, cao 1m12 bò, đít cao 1m18. Đó, đực xin khú này cao 1m12, đít cao 1m18. Giá 23 triệu các bạn, giá 23 triệu. Cặp này con nào sải tích cũng nghiêm chỉnh hết nha các bạn. Cặp đực xin khú này con nào sải tích cũng nghiêm chỉnh hết. Bạc gu nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè. Con cao 1m15 bò, con cao 1m12 bò. Giá 23 triệu các bạn, 23 triệu. Cặp đực xin khú này chủ báo giá là 23 triệu. Giá cực kỳ sinh viên luôn nha các bạn. À, tính ra con không có nhiêu tiền các bạn, 11 triệu mấy à. Con cao 1m15, con cao 1m12, giá 23 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đây, còn đây là đực man các bạn, đực man xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, bạc gu yếm dậu đồ nghiêm chỉnh, chân móng sò, con này 11 triệu các bạn. Đực man này chủ báo giá là 11 triệu nha. Đó, đòn dài nè, bạc gu nè, sải tích nghiêm chỉnh các bạn, sải tích nghiêm chỉnh, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, đó lưng thẳng nha, chân móng nè hoàn thiện nè các bạn, đó bạc gu nè, manta nhỏ nha các bạn. Đó, giá 11 triệu các bạn, giá cực kỳ yêu thương luôn, 11 triệu. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Chân móng là hoàn thiện nè, yếm dầu nghiêm chỉnh, đòn dài nè, giá 11 triệu các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, gu bật, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, gu bật, chân móng đồ hoàn thiện nè, lớn xương nè, chân kiền khú nè, đòn dài nè, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn, cao 1m5 bò các bạn. Đực manta nhỏ này cao 1m5 bò,
con này cam ít lên 5 bò các bạn. Đít đít cam ít 1. Đít cam ít 1. Sải tích nghiêm chỉnh cao 1m05 bò đến cao 1m1. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh. Giá 11 triệu các bạn, giá 11 triệu. Con đực manta nhỏ này giá 11 triệu các bạn. Các bạn hai cái yếm không? Bật gu nè. Yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết, sải tích đồ đúng các bạn. Đòn dài, chân móng nó hoàn thiện, cao 1m05 bò đến cao 1m1. Giá 11 triệu các bạn, 11 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là được manta nhỏ cam 1m05 bò đít cam 1m1 giá 11 triệu. Cảm ơn các bạn theo dõi video.